Đây các bạn thấy nè, cái như chỗ mà dẫn ra chỗ ống mực hồi á, là nó bị bể, nó bị bể đi ở trong cái khung rum nha, của máy 2075 của dòng Rico, thì nó bị bể đi, thì nó sẽ gây hiện tượng là đổ mực, tức là cái trong cái giữa cái ống mực hồi này, giữa cái ống mực hồi với cái đầu ra của trong cái khung rum này, cái chỗ này là cái lò xo, đây là cái lò xo nó sẽ đẩy mực ra. Thì nếu bình thường á, thì nếu mà các bạn làm không cẩn thận á, thì khi mà chúng ta mở ra mở vô lâu ngày á, hoặc là nó bị vướng gì đó thì nó sẽ bị gãy. Ở đây nó có cái đầu nhô ra thì nó sẽ bị gãy đi và nó sẽ gây đổ mực. Thì các bạn biết là nếu mà nó gây đổ mực ra một cái khung rum này thì nó nằm chắc khoảng 4 triệu á. Bây giờ mình phải tận dụng, mình độ lại, mình sẽ dán một cái đầu ra để cho nó không máy, cho nó khỏi đổ mực, cho nó giữ cái ống mực hồi. Tuy nhiên ở đây nó có một cái mà theo mình thì các bạn cần chú ý là khi các bạn độ, khi các bạn độ thì các bạn sử dụng cái ống ha, đây là cái chỗ cái đầu để nối vào trong cái chỗ cái đầu ra của ống mực trong cái khung rum á, thì các bạn đi tìm một cái ống nhựa. Ở đây mình sử dụng cái cây bút lông, cây bút lông trắng này, bút lông trắng mình cứ hút đầu. Thì các bạn biết ở khúc đầu nó có những cái đường răng á, do đó mình phải nạo cho nó tròn hết và mài cho nó tròn, nó nhẵn hết. Và mình sẽ đưa vào trong cái đầu này nè, là mình test thử nè. Đó, mình đưa sao cho nó bằng cái đầu này. Rồi sau đó mình sẽ sử dụng cái đầu này để mình dán vào trong cái khung rum này. Tuy nhiên theo mình thì khi các bạn dán, các bạn cần phải cẩn thận, tại vì nếu mà nó không có khớp với nhau thì ngay chỗ giữa hai cái nhông nó sẽ bị cơi lên và nó sẽ không quay được cái ống, nó sẽ không quay được cái ống mực hồi. Và nó sẽ gây ra, nếu mà cái ống mực hồi nó không quay ra được thì nó sẽ gây cái hiện tượng là nó sẽ đóng mực ở trong đây nè, nó sẽ ứ mực chỗ đây. Và khi mà cái cây này nó quay, các bạn để ý nha, khi này nó quay, nếu mà nó không có đẩy mực ra được thì nó sẽ gây ra hiện tượng hư cái cây đũa này, nó sẽ hư cây đũa này và cái chỗ cái đầu này nè, nó sẽ đóng, nó thích cái đầu này nè, lâu ngày nó sẽ đóng lại một cái cục mực á, tức là khi mà nó quay một chỗ không, nó sẽ đầu sinh ra nhiệt, nó sẽ đóng một cái cục rất là cứng, nó sẽ không có thể nào mà thoát cái mực hồi ra được. Và nếu mà lâu ngày thì các bạn sẽ thấy là, nếu mà chạy các bạn sẽ thấy là tiếng lạ từ cái chỗ máy nó ra, tức là do trong cái bộ phận này nè, nó không có thoát được mực, cho đó là nó sẽ bị ứ động lại và nó sẽ gây ra các hiện tượng như là nó chèn mấy cái thanh lò xo này, và nó sẽ đánh vào nhau, nó sẽ làm cho cái tiếng động giống như cái máy xe sát vậy, nó làm cà bạch. Do đó là các bạn phải kiểm tra lại. Thứ nhất là khi nếu mà cái nhông mực hồi nó không quay thì nó sẽ kêu cái gì là rắc ha. Thì cái đó các bạn kiểm tra lại. Thì ở đây là do cái khum này, các bạn biết cái khum rum này cũng đã 9 năm 10 năm rồi, tức là từ ngày đầu tiên mình mua máy là cái khum rum của 2015. Chứ bây giờ thì lâu ngày mình làm ra làm vô thì nó bị gãy cái này. Tuy nhiên bây giờ để mình đổi lại cái này thì nó hơi nhiều tiền, mình thấy nếu mà mình độ được thì mình xài nó cũng rất là tốt. Do đó mình quyết định mình độ lại. Thì khi độ lại thì các bạn phải tháo cái nắp này ra nè, cho cái nắp bên nắp này. Thì nên mình nghĩ đơn giản thôi, các bạn cứ nhìn thấy cái nắp thôi. Rồi khi mà các bạn chuẩn bị xong hết rồi, các bạn đo làm sao nè, theo mình nè. Các bạn đo làm sao nè cho nó khớp cái này. Tức là khi mình, các bạn thấy nè, khi mình gắn vào thì nó sẽ khớp với nha. Thì nó sẽ, nếu mà các bạn gắn dư vậy thì khi mà nó dư quá thì cái đầu này nó không có, bên này nó còn một cái nhông nữa để nó làm, nó gắn vào trong cái nhông xéo của cái này, thì nó sẽ cơi lên, nó sẽ có thì được cơi lên vậy đó. Đối với cái nhông giữa hai cái nhông mực hồi mà nó không quay thì mực sau này, ví dụ khi các bạn phô ra vừa nghe tiếng máy lạ và vừa thấy trên cái giấy á, bắt đầu nó có hiện tượng đổ mực và nó đổ đều hết, do đó là các bạn phải kiểm tra lại cái bộ khung rum ngay, tại vì nếu không thì nó sẽ phá hết mấy cái nhông, và đặc biệt nó phá hết mấy cái nhông ở đây. Do đó khi mà nghe một cái tiếng máy lạ thì các bạn cần dừng máy lại và các bạn kiểm tra thử cái bộ phận nào, thì nó có từng cái bộ phận kiểm tra. Ví dụ nếu mà kiểm tra cái bộ phận khung rum thì các bạn vào cái lệnh bấm ly vàng 107 nhắm giữa stop, khi mà hiện ra vào copy FB vào 5804028 các bạn bấm on là bắt đầu là nó sẽ chạy bao gồm cái bộ phận rum với là cái bộ phận bell,
thì khi mà nghe tiếng, nếu mà nghe tiếng nó mà hư phụ phần này thì mình sẽ nghe tiếng ngay, hoặc là có thể là các bạn sẽ thấy là cái giữa cái nhông bực hồi và cái trong trong cái bộ phận cụm ra nó sẽ không có quay nữa, do đó là nó sẽ gây ra hiện tượng tiếng kêu. Và bây giờ mình sẽ dán này vào nha. Đối với những mấy con ốc nhỏ này nè, khi các bạn dặn vào các bạn dặn vừa tay thôi, không thôi là chập nửa chừng là nó bị bể hết cái răng ở trong. Tại đây là hàng nhựa, nó là rất là dễ vỡ. Rồi sau khi chúng ta ráp về xong đây là mới có phần chúng ta sẽ kiểm tra lại bằng cách là chúng ta đưa cái con ống này nè, đưa ống bật cầu vào, chúng ta coi thử là nó có bị cấn gì hay không, và làm sao á nó phải khớp với lại cái bắt ra, lúc đó là con dư là chúng ta mới được. Đây đây, bây giờ các bạn sẽ thấy nè, giữa hai con nhông nè, nhông xéo này nó khớp rồi nè, đó. Trong thôi các bạn mà khi mà các bạn làm cái này thì các bạn chú ý là không có nó vừa cơi mà nó vừa đủ vào thôi, vừa đủ vào, và cái này nó vừa khớp với cái con nhông xéo này, hai con nhông xéo nó phải khớp với nhau. Khi chúng ta sẽ đưa vào, chúng ta kiểm tra lại, nếu vậy thì là ok. Rồi video chế độ tới đây là kết thúc ha, hy vọng là nó sẽ cũng xài được. Mình cũng sẽ hy vọng đây là đầu tiên mình độ lại con này. Nếu các bạn thấy video có thật sự hữu ích thì các bạn hãy chia sẻ để cho mọi người cùng theo dõi nhé. Và nếu mà các bạn thấy hay và hấp dẫn thì các bạn hãy bấm nút like để ủng hộ tinh thần cho video của kênh Bado Official. Và hãy, nếu các bạn nào mới vừa ghé qua kênh Bado Official thì các bạn hãy đăng ký vào nút đăng ký và nhấn vào cái chữ qua chuông để khi nào mà mình đăng video mới lên thì bạn là người đầu tiên theo dõi được. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau nhé.